chứ mà bắn nó ở trại giam vậy chứ không có không được là ba rocket rồi chứ lại là bị thương rồi vậy chứ không có nó b 52 rồi đó nó bỏ một cái hả mà nó nổ nhỏ nó nổ bằng còn mấy cái bom đó là vậy, 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 như là lúc biết cô ta là lúc đó bể lúc đó là bể thôi chứ chưa nứt thôi chứ chưa có bể nứt vậy do rồi ở trên này bị nhựa trận lúc đó là bao nhiêu tuổi năm đó ta 21 phòng gì 21 lớn thì 21 gì 22 tuổi 23 24 gì đó ông ơi 21 22 23 24 gì á lúc đó có anh Tư chưa chưa gặp đứa nào chưa có một lộn nữa ồ vậy là chắc hơn 22 rồi đúng rồi đó 24 23 24 tuổi đó chắc ra lộn 23 tuổi chắc ra lộn 24 tuổi 9 tuổi à ờ vậy là lúc đó vậy lúc mới chặt 20 tuổi mà là 3 năm mới sinh luôn rồi cỡ là tao đi về á cỡ đi thua đi trị bệnh đi về rồi là ở nhà thời gian là mới trị bệnh rồi đi qua chăm cứu rồi mới sanh được lợn á bởi vậy nó mắc cái gen đó đâu mà bởi tao đó mà bị gen đó đau, đau cái đầu ra đau rồi sợ giờ đi trị ra tiệt tạnh chăm cứu rồi đỡ đỡ năm đó 27 tuổi vậy là... Đó, vậy là tưởng đâu vậy là cách đây 50 năm 50 năm 50 năm 52 52 53 năm mà bây giờ 72 73 rồi 52 51 52 năm tao nói còn trực thăng nó bắn tao nó bắn bắn kinh khủng luôn bắn hết đạn luôn sáng ra là khoảng chừng 8 giờ ra ăn cơm nước 7 giờ cơm nước trong chua hết trơn rồi ăn xong rồi mới chân can phải tao tiểu đội trưởng ở trại giam 3 tiểu đội 1 trung đội ông bà lợi một tiểu đội trưởng ông nội con kêu chiến đấu là tiểu đội trưởng rồi tao con nghe cái bài thơ mà cái viết của tôi á phân công hai tiểu đội kia là đi đi lấy lúa đi lấy lúa dắt phạm đi lấy lúa về trà đang chuẩn bị hội nghị đại hội công an tao trực ở nhà tao kêu ông trực trực ban á kêu ông trực ban đó tao trực trời ơi tàu nó vô khoảng chừng 10 giờ nó vô thì bình thường nó vô thì nó ra thôi nó vô gần tới khỏi đập bên giá nè rồi nó còn trong đó. Mà hai chiếc hai cái mấy thằng dắt phạm đi lấy lúa nó tra cách cũng cây mấy hai cây số có cái dàm chẻo vô cơ quan là nó treo nó hơi cạn ở ngoài trống đồ nước chưa vô mới vô cạn cạn cả mỗi chiếc ghe là bãi lá mà đầy lúa vô nó đẩy luôn cả chục mọi mấy thằng đẩy luôn vừa chiếc trời máy bay đi vô vừa tới một cặp mé cái sông ra sông cái ra chắc khoảng chừng cây số cái dạp ấy mà cái đập bên giá mà vô trong đầu ngọn trong đó bên Phước Bình đó trời nó vô tự nhiên nó quần viết cái dụng cái là tao bị trật vô tình hành động là tôi vô phòng tôi vô hai trại nè cho cái trại một trại hai thì là vô phòng nam mỗi một trại giờ cả trăm mấy vậy đó vô phòng chỗ lũ vô phòng tao phòng hết trơn rồi còn là lại tới cái trại ba là máy bay nó dần khiếp mà ra khiếp phạm nó chạy về vô phạm mấy xôn chạy về vô tao cũng vô phòng luôn đủ mà nó còn chần chờ tôi lên đạn AK tao nó mà không vô mà chết mà cho có nào mấy kia chui vô con chữ ông mười rồi chui hết trơn rồi mà cái đó là phạm Việt Nam hay là phạm Mỹ cái gì cái đó là phạm Việt Nam hay là phạm Mỹ phạm Việt Nam phạm tình báo ghi văn đẹp tùm lum đâu mà tao nhảy ra về tao lên đạn tao chui vô nó vừa vô cộng trơn còn trại nữ á tao chuẩn bị chạy vô còn trời nữ là nó bắn rocket hai trái dạng cách đây qua nhà Bích Dung vậy bắn ngay trại luôn ngay chỗ tao ngủ luôn nhỏ mẹ
cái bộ giáo tao ngủ ở trên với thằng thằng nữa là tao trực cả chết á. Lại là ở đó là ngay chỗ nhà ăn ở trên cái quân ưu diện nó đi hết ta rồi, cái cơ quan của quân ưu diện một lần. Rồi tôi lấy mấy cái miếng mà phạm, lấy cái miếng đan đó phải không, bút đổ đan để ở dưới cái công trường lớn lắm, dài, để ba miếng đan lên cho nó tao chiến thành nữa, viên chính chiến là cũng ở xứ tao, nó y tá, y tá mà nó ở mấy trà, ở dân là ở mấy trà đó ấp nhất á. Này tá nó là biến chế, nó không có vô trung đội nào trơn. Tao nói mày lại mày cũng với tao, bị tao trực ở đây là ở ngay cái nhà ăn cái đường vô đó, tao chịu trách nhiệm tiểu đội ba là tao trực ở đó. Tao vô tao để cái ba lô, tao để ba lô đồ đạc gì là tao để trên, ngủ thì để trên chứ đâu cứ tới chừng nào xuống vô. Ông đó là ông ba trắng là ông hồi đó là trưởng ban an ninh, bây giờ là giám đốc là công an của tỉnh đó. Chuẩn bị vô bữa hai bữa trước là ông Năm Tông gọi là phó ban an ninh, ông về trước ba bữa trước là nó lại heo rừng nó vô ngay cơ quan nó ủi nó ăn lúa bộ lúa gần đó. Ông phải bắt mắng chết một con heo khoảng chừng 30 kg đem về bằng đồ mà nào đấy quái rồi à. Rồi tới chừng nào anh ấy ra đó, là ông vô tao phóng hai trái đấy rốt cách ngay chốc luôn, một trái ngay đó luôn. Ông vô hai, ông ba trắng, ông Năm Tùng vô rồi, còn lại là chứng kiến nó còn ở ngoài, chứng cứ còn ở ngoài là nó ở địa bà Trị An, trật tự Trị An, còn chứng cứ là nó là đệ tử của tao đó, không kêu mà nó còn ở ngoài. Tao nó nổ cái là tụi gần tao biết là ngay cái nhà rồi, bị tại trống vô phòng xong rồi tôi vua ơi vua quăng ra cái gì tao thấy nó chạy vô cha chính tướng chạy vô trước nó vô sau mà cái khăn vô tao chạy lại nó là trời ơi tao chắc chết quá hoàng ơi. Đó tao đi danh hoàng tao mà lấy cái chén mà ốp lại, mà lấy cái chén mà ốp lại là cũng tuổi, lấy khăn chàng tắm mà bốt vô tao mới chạy trở về, chạy về địa điểm, chạy chỉ về địa điểm thì dần cho lại để tôi bắn trời bắn hết đạn, bắn về Sơn Cang á là mới thấy tình hình vậy quá bị đát rồi, hắn ta mới cầm AK mà muốn bắn chạy ra cách khoảng chừng mấy chục mét thì bắn dài bắn dài lại thì tới là nó theo Sơn Cang nó bắn. Theo chúng ta nó bắn tao lợi tao công tài nữ. Tài nữ bắt hồng bắt vía nó công tài nữ. Trời ơi. Nó công tài nữ rồi nó trở lại nó bắn tiếp. Bắn có rồi chúng ta chạy lúc đó rồi chém già dĩ xẻo kinh lớn nó trở lại. Lúc đó, lúc đó là ông Sơn Cang cũng làm cái chức gì? Lúc đó là trở lại độ trưởng. Lúc đó là đội trưởng, của tao bộ dạy này là ông làm tao lúc đó là tao mới tiểu đội trưởng rồi. Giám đốc nguyên lúc đó là tao mới giữ đội trưởng rồi. Giám đốc nguyên luôn. Sơn Cang là đội trưởng. Tao mới chạy trở về. Tao chạy trở về tới rồi ông Mười Rùa với thằng cha Hai Hành á là già nữa, lúc đó là cũng khoảng ba mấy bốn chục rồi. Tao vô á tao nói công tài nữ tao còng ở trong phá cửa tao còng tài nữ tao mới chạy ra lại cái hầm cũng lớn lắm. Có lỗ trong ai rồi đàng hoàng ha. Tao mới vừa chui vô ông Bồi Rồ ở đẳng á là ông mới kêu cho Hai Hành chạy lại, tao nó chạy lại ấy đâu mới chắc cái con chó cũng chạy theo, ý đâu chó chạy theo đó ê chạy mới rung tôi mới làm gì dữ anh mày cầm cái xuống trường đất bỏ xuống xuống ở ngoài đó đi, bỏ nhét vô phong trượng bỏ ngoài chạy vô chung tốt trong đó, chó phải chung tốt vô trong đó. Tao chạy lại rồi máy bay nó dần chiếc trở lại, ông Bồi Rùa ông chạy lại tới ông vừa chung vô trong chỗ, trời ơi để nó để quái cách khoảng chừng bằng đây ra nhà cái trại ăn mày mừng cũng mấy chẻo. Tao ở ngoài tao chở ông chạy bị tao trực để rồi chắc khói mệt mù trong mà vừa tan tao nó lú đầu ra tao nó tiêu chức báo cáo tiêu chức của mình rồi cậu bộ ơi
đâu à, là báo cáo vậy là cho rồi ông cũng rút vô trong đó luôn. Đồ mà nó bắn một lát là nó tung nghe nổ ngay tại luôn, khói bịt mũi. Đồ mà trong trời ơi, ngay cái trại của tao trập có trong bị phương ốp quà, tên là thời gian tên quà. Đồ mà lòi vừa đứng lỗ cho mai mà lấy cái cặp bằng tên lấy cái chén ốp rồi rồi. Ông nói còn không kịp nữa hả? Đồ mà chết mới chọc luôn, vừa chết vừa bị phương. Nó phóng tay rút cách sao vậy là trái trời nữ. Cũng khổ lắm. Tao báo cáo rồi, chết trời nữ rồi. Đâu mà nó hết đạp máy bay, nó hết đạp, nó dần dần cho nó chết trời nữ rồi ông Bười. Ông Bười là kêu tôi phải hành chạy ra phụ với ông Bười. Để tao mà tôi trật mà ổng là lính của tao già trên. Ủa còn cái lúc mà nó bỏ bom nhà cái chuồng trâu nhà ông nội chết một con, cái lúc đó mẹ có gì? Cái đó là cái đó hồi nào ông Bười đi. Nhỏ hả? Cái đó cũng tại tao nữa đó. Cái đó cũng tại tao nữa đó. Tao chưa. Đó mẹ chưa về hả? Cho bà nghe. Chưa mà ông còn nhỏ chắc cỡ. Hồi đó là tao rồi lớn hơn này chút. Nhã nay người ta 22 tuổi rồi đó. Không, ông còn nhỏ. Mà nhỏ mà tao còn cỡ trâu à. Trâu mà. Đi ra. Lúc nào ông chưa. Đi chạy vô rồi ông chạy vô ông quậy vô nè. Chạy lên rồi chạy hành đó là ông dám chạy. Tao muốn đẩy đâu hắn ta đi. Bị tao trực, tao bố tao trực ba, ba là tao cũng quỳ rung của tôi, đẩy ra chạy đó. Lại, tôi múc vào nước à, mà không chịu. Là cái lúc đó là chết hết chuồng trâu rồi. Mùa là nó chỗ nước rồng mới vừa lớn lên chưa lên tới dập chảo. Mà nước thì không có chỗ nào chạy tốt như mấy cái lỗ mà đắp vô cái nền á. Mới lấy đầu đó là mới đẩy lên. Chuồng trâu kiếm không thay, hai thằng không thấy nữa. Đồ mà lên là ông giận, ông tá cho hành cái mà tự ái mà đi luôn. Ngồi với hai thằng chạy giờ về. Lâu lâu về, ổng còn sống là về là ổng nhắc hoài. Về tao là giấy tờ. Hai đó còn nứt luôn trong nghĩa tao là cho trong hai thằng cái nhà tình nghĩa. Ổng đề nghị cho hai thằng nhà tình nghĩa. Tao về dưới làm giấy cho nói mày nhà cửa ông bệnh cho tao đề nghị cho mày cái. Tao cũng tạm tạm. À vậy là cái lúc đó là chết cái bầy trâu ha. À. Còn mà lại là cái trâu bảy con á, là chết á, cho huyện đội là một con, cho dân quân du kích là một con, với bán lại là còn năm con, mua được con tao. Bảy con còn lại đừng con. Con đâu nghe bảy con đâu. Tao chứ. Mua được một con cà giống cho lợi thiếu con. Rồi bà nội bán vòng vàng, đâu khủng hoảng giấc này nè. Còn chó mơ giấc này là đi học qua mà cái con trâu già đó lúc đó chân phong biết trong già chứ đi học qua hồi đó mình bầu á chỗ hồi đó đi học ở nhà trường rồi tôi học thêm ở dưới đang biết rồi chắc khoảng 14, 15 tuổi thì chú tư 12 tuổi gì đó chục năm trong già sao biết chết luôn đủ mấy chục hình nó bốc bum bum trên á mấy ba chục hình để cái vùng nông thôn giải phóng đâu mà chụp một lần rồi. Mà cái ngay chỗ đó là cái đơn vị 15 năm 16 rồi. Có đó là tao vô cái kích tao bắn từ đất. Lúc đó cầm súng bắn được rồi. Mà chú Tân mà giữ trâu. Mà nó là dắt trâu chạy vô đồng tao là từ từ. Nó mới chờ nó là dắt trâu chạy vô đồng, nó cởi trâu lên lưng trâu. Nó tháo dây tháo đồ tao không thẳng từ từ nó tháo lên tao mới nó cởi thì tao phải dắt trâu mấy trâu lên tao cởi cái chụp hình dần tao đâu mà tao nếu tao nghĩ lúc đó mà tao không sợ tao nghĩ nó ở trên trời tao ở dưới đất mày làm gì tao chụp ở đây tao chạy cởi trâu chút xíu là vô rừng mà đâu có máy bay khác gì nhất này tối đâu có gì đâu mà tao chặt quần tao đưa lên đâu mà mày biết không tới chừng nào mà nó thùng nó hèm á, tới chừng nào lâu lâu nó bắn lọt ra ngoài, nghĩ tới giờ rồi tao đã tới gã cô hai mày 18-19 tuổi, tới năm qua đi qua 19 tuổi chưa đã hồi chưa gì tới, bà lại là bà mua con heo nuôi được khoảng chừng 10 cái tròn. Có nhà có công sự chút bãi trâu rồi thì với cái làm công sự âm ở dưới
ở trong bữa ba đi đâu là từ ngày đi chiến tranh ngày xưa nó cũng có tạp quá đồ, nó không có gặp như bây giờ là đâu có chuyện gì chùa bỏ bom cái đó chùa bỏ bom một năm trước chùa bỏ bom qua tháng khô cái đó là trong tháng khô đâu vô của mình tao bà mấy cái đó nó chưa hiện đại đi chứ một khoảng chừng một hai giờ tao nghĩ không biết có ngủ hoặc tới nửa đêm là gái có ngủ không biết sao sao bà nói cái cây dòng cổ gà của ngoại đâu rồi con mượn ấy mà giục đâu đó hỏi cái cậu ờ mất tiêu rồi đúng rồi không có rồi bởi cậu lấy cậu chặt cậu đo ấy mẹ nè cậu à cậu còn bài bước đi qua bển á cậu có còn gì cướp nào con làm vòng cái việc gì mày mày biết bắt đã đời không mẹ con còn trong cái lòng rồi cậu chiên nữa con đi đi qua nhà cậu cái bắt xong cái xảy cái sao nó xảy đi qua nhà của con sáu nó ngủ rồi con dịch mới đen hết rồi dạ còn còn nữa con mai mới ăn đi cậu điện mà sáu mày ăn nè mày ăn hả thôi khỏi đi con ấy khỏi đi để cậu bây giờ bắt nó nè cướp nè cướp nè ơi bà nội mẹ bà nghe tiếng đề ba nghe tiếng đề ba ăn cái bùm ở trong đó cậu không ấy con ăn ấy nghe tiếng pháo đề ba trong cùng ăn ở trong đó bà nó chui với hà bự chui dưới tao mới vừa chui dưới bà nội mới vừa nhảy xuống dưới bắt nó để cặp nước hút cái nhà khoảng chừng tính cộng ra khoảng chừng mười bằng đây là cái sợi khoảng mười mét đây đó mười mét mười mét à nói mẹ mét, mét để cái cặp nước cho nó bắt coi nó luôn mà nó giờ chạc cái pháo tới nè đồ mà trâu nó gì trâu người ra nằm ngủ mà nhớ nhắc nó là trâu nằm ngủ trơn rồi bị thương có con heo thôi rồi tới trở lại là qua cái mùa tháng bảy á tháng khô qua mùa nó bắn hồng trốn luôn nó qua cái mùa tháng bảy mà nó nhờ là chụp hình là nó chụp hình nó gửi vô trong đó rồi vậy là chụp hình lên tỉnh vậy á nó chụp hình trước rồi rồi nó bắn hào lần không trúng rồi bắn mấy lần không trúng rồi bắn bỏ bom là đơn vị phòng không tám ẩn đó lại là mỗi lần bay ngang đó là tao tám ẩn đồ lô bắn nó trao cho tao cây trần đứt mà tao bắn đâu mà mấy chục viên trần ba đỏ chứ không phải trần đứt tao bắn mà chẻ dai chân của ba dai nó bỏ bom ngay chỗ bây giờ ngay sau cái má bà nội bà ngoại có cái lỗ mà thấy không đó mới sao cái dúi á đó tao là ông ngay cái dúi đó ở đó là tao đạp có ở cái đạp quân sự đó gánh tâm ẩn ở cái nền chùa là bà biết không á có gì còn cái bơm nạch chùa bắn đại liên bắn cà rầu vô đê một nửa cái nhà này đó. Bây giờ đại liên đua cá của Đức dưới đó còn còn một trận lần đi nó mới bay nó bỏ bom nhiều lắm nó ăn hết nữa bỏ ngay sau hè ngay cái nhà mình sau hè ở ngoài rừng á nhà lâu lâu xa xa mà đi ngoài rừng từ giao lại mà biết không nhiều nhà quá anh không nhớ nổi nhà Cũ Long á nhà Cũ Long đó là cái nhà á cho hè ngay cái ao đó đào cái ao luôn á không phải một lần một cái nó bỏ một lần mấy chục cái anh làm mà chết mấy trâu là cũng bị tao đó đầu mà tôi giật chặt tôi đưa nó lên bỏ ngay chốc luôn mà đồ mà ngay cái trại đó bom bàn dưới nhà cũ bỏ ngay cái ở bỏ ngay cái trại bom bàn phải con trâu đi chặt chặt lúc đó bỏ đó lúc ngoài ngoài rừng nó còn rừng á bỏ đó là rằm 16 tháng 7 gì đó là đi như mấy cái lỗ bom này là thường thường là bom bao bao nhiêu tấn bao nhiêu tạ bom đó là bom này nè bom ở trên đây nè bơm lỗ bơm ở dưới đây nè ở dưới này hả bơm đó là khoảng là bơm là 250 bơm khoảng 250 còn là cái bộ loại bơm ở trên bơm bàn bơm này là bơm phá còn còn loại bơm bàn cũng 250 mà vừa chạm đất nó nổ nổ to rồi nó phá còn đây là bơm cái dùng đất cao cái dùng trâu dùng công tự nó cao là nó bỏ xuống tốt ở dưới nó mới nổ bỏ cho nó chói nó nổ phá ra lớn vậy đó là phá 250 thuốc còn đó vừa bom bàn chạm đất lại nổ nó rồi cho trong đó rồi cho mà lớn rồi cho mà lớn dưới nó bom nhiều lắm nhiều hơn đây nhiều đồ quá bỏ trâu mà nó nhỏ đi bắt cái kẹo lớn ra là đi chơi cái nó mỏng cái lỗ bom đó xa xa cái mà xa cái phá rồi nó chết dữ lắm còn nhiều bom mà lại là cua bom cũng chết dữ lắm
không biết. Bà không biết bao nhiêu mà nó hết. Bây giờ đó. Đây năm hai nó bỏ mà. Để lớn lên để đi vô lại. Chống chót. May mà rằng mà ông nội ông nói thôi đi con ơi, bà nội bật bà tóc quá trời luôn, tài sản chết hết trơn rồi. Bà lại là trâu bò mà bữa đó là đi cấy cái bãi nè, làm bãi nè. Đến 14 nguyên rằm. Là cái chuồng trâu là y cũ sau này luôn tới giờ luôn à. Đi luôn rồi sao rồi mới mua rồi ngay chỗ đó ngay nhà cũ mình mua lần đó rồi biết không? Biết. Bỏ bom bàn. Rồi thì bà khóc quá nơi ông nói trời ơi. Có phước thì tàn tài mà vô phước thì tản mạng. Ông nói vô phước người ta chết còn mình có phước à. Tiêu tài sản vậy còn sống được rồi gầy dựng trở lại rồi. Ông nói nhưng mà theo còn đời xưa ông nói vậy rồi chiến tranh rồi ông nói rước mua được con trâu với bán dòng vàng mua được được cặp gầy sao nữa. Thì là con bắn chết còn một con trâu cái gầy tới giờ bắn tới sao này không biết con trâu đó chắc nghe là bước bên là tôi thì cái giờ mấy chục năm chết không biết con trâu nhớ danh chết vậy là con trâu nó sống cũng dài dữ ta có mấy cái trận đó là mấy cái trận lớn cũng hai mấy năm mà chết. Còn mấy chuyện mà đi đánh đi chiến đấu được rồi thôi ba con mới cho một cơm ăn cơm ủng rót nữa gì đi vậy có không nãy nhở đâu có rót đâu nãy giờ rách đồ rách ngoài ta nói một cái áo hả ổng chết chết vậy một áo không có bao nhiêu đồ hết là cái gì là rách bà đô á ý mà là mở ổng miếng bỏ bơm giống hả bà nội không có bơm rõ hơn miếng cứu cởi cầm cứu nó bắn xuống rồi. Nãy em làm lắm nha. Để cái ba lô lên đầu là đạn nó bắn trúng vô ba lô là nó lủng lỗ. Dài không phải. Về giá mấy ngày. Ừ, đó bắn vào ba lô. Mà gửi về chứ mộ cũng về nữa. Nó bắn ở đây là tao đi để mộ hủ đó mà tao chạy. Đi đồ đạc gì thì mang vô ba lô. Vậy là đi mà tình hình động vậy là không kịp khỏi ba lô luôn. Rồi mà coi nó bắn vô tao nó thờ nó tàn lắm. Giờ là tại giam gì ta? Tại giam rùa. Bắn mấy rùa, tại giam gì? Giờ mẹ mày. Tao chả có giờ bây giờ còn cái tại giam tên gì? Nói bây giờ tại giam gọi là tại giam gì? Tại giam an ninh của tỉnh Trà Vinh. Cái giờ còn 3-4-500 tội phạm. Bắt ở Mỹ đồ luôn, cỡ B-52 là ở Mỹ. Cỡ đó thì thằng bắn là chưa có Mỹ, chưa bắt được Mỹ. Bữa đó là tao với thằng con hơi quân thằng đấy đi đóng đáy bữa nay đóng đáy này đi mời kia đi ở chạy ở dưới lâu tòa cách cơ quan khoảng chừng cây mấy 2 cây số ra ở trong họ mà ra ngoài gần dàm nó chim gần cầu nó chim ngay dàm gạch đóng lái mới khoảng chừng 8 giờ từ ở đó mà từ tại giam mà đi bộ về cũng xa dữ chứ bộ mới 8 giờ à chút một hốc mà biết chiếc bay máy bay một hốc không máy bay 2 chiếc từ đây về tới nhà không tại giam ở trên dưới tại giam á tại giam bắt ở trên này cái năm xuống nữa là xuống nữa bị quý mà không xuống dưới nữa xuống dưới trại giam bây giờ hồi trại giam hồi đó là ở ngay bây giờ là ở ngay xã nào hồi đó là cái trại giam đó giáp ranh ở Phước Bình mà lại là xa. Trước thì ở cầu Long Chim vô đi vô đặt lá còn sau này á là cả ở B-52 là ta bị ở bên cầu Long Chim đặt lá còn sau này là bị thiệt thăng bắn là giờ gì Phước Bình là bên giá là cái trại giam cũ bây giờ đó vô trong Phước Bình đó cái rừng nhỏ mà lại là cây cối ở dưới thì nước ở trên là mà thì lại nó không có đâu đó mà nằm tuốt dưới bây giờ nó nằm tuốt dưới chỗ đó là cái bây giờ cái trại giam nằm bây giờ cái trại giam nằm dưới cầu Lớn Chim nữa là trời đó trại giam bị cầu Lớn Chim còn đó là trại giam ở Dòng Thị một cái rồi giờ động giờ
viên về dưới sẽ chậm giờ mà sẽ nhanh. Bây giờ là nó cao nằm túc dưới cầu Long Kim nữa. Còn trao là trở ở ngay trại giam bây giờ đó. Đây Long Hữu hả? Nguyễn Long Hữu hả? Long Hữu nó nằm ở dưới Long Hữu. Cuối cùng của Long Hữu. Không phải Long Hữu mà lại là cái sông vậy nè. Cái cầu bên giá bên đây là Long Hữu, bên đây là của Long Tàu. Của Phúc Bình trả Long Tàu. Vô trong nó vô Phúc Bình. Cái đường nó vô cái đi đường trong thì vô cầu Long Chim. Mấy chục cây á. Cầu bên giá mà lại vô trong là vô Phúc Bình. Vô Phúc A. Đi về tới nhà bao một ngày không? Vậy. Từ đó đi về tới nhà một ngày không? Đâu tới đi mấy tiếng hồ. Đó. Cháu được tắt chứ tao nói đi đường xe xa lúc rồi. Hồi chiến tranh thì đi lâu đi trình đi lầy đi đổ. Mấy tiếng hồ tới. Mà giờ là mấy tháng là tao mới về nhà thăm nhà một lần. Mới về. Căng dữ. Hồi đó giữ trại giam là còn khỏe đó. Tao nó học có giờ nào mà bỏ tay chút. Đi ra ngoài là còn giữ nữa đó. Không có giờ nào mà bỏ tay chúng mà lãnh chức vụ tiểu đội trưởng không phải trực luôn, để cho mấy thằng lính đồn ăn thì ăn cơm chung luôn, còn về kiểm tra cho nó ngủ nghe rồi sắp xếp trực mỗi thằng gác là tiếng hồ, bữa nào mắt đi lao động mắt đi hoạt động gì đó tết đi nhà trời đủ mà thằng hai tiếng là không có mở trại á ha, cầm á rồi phân công rồi trực trời đủ mà cực dữ. Thôi cực sống tới giờ được rồi. Vậy. Sống được tới giờ là ngon rồi. Quá trời chết học luôn. Quá trời. Mày thương một tập luôn. Tao đã bắn cái ba lô tôi mấy ngày đồ đạc rồi. Mẹ mày mua cho tao. Mày nào cà tê. Quỳnh chăn vớt hả thế này. Thế kia tao vớt. Mà nó bắn rồi giờ đem cho bà giá. Bà nói tao hỏi. Về tao có ba bệnh đau rồi. Đó, đồ cơm đi. Đó là cơm. Đây nào, đây nào ăn đi. Phải ba ăn đi. Chiến tranh mà không có nói hết. Ba ăn đi. Cái gì dịp gì vui rồi mới nói chứ. Thôi cơm đi. Giờ nói chứ ai có hồi xưa thì không dám nói chứ giờ. Thì nói bình thường nói. Đây. Kể lại cho con cháu nó nghe nó biết. Mấy này nào biết lý lịch gì chứ. Con còn không biết chiến tranh nữa mà sao tụi nó biết. Có mấy bởi vì trên ca mà không nhờ tao là trận đó là được chua được tuyên dương anh hùng lực lượng cho tao. Mấy tại vì ông Sơn Ca ông làm giám đốc công an tỉnh Trà Vinh là hai nhiệm kỳ hay ba nhiệm kỳ vậy luôn á. Ba năm rồi thì dĩ nhiên mấy nhiệm kỳ luôn á. Không là học quá là cũng được quạt quẹt thôi. Nó không có tính nhiệm kỳ. Mà vừa làm vừa học lâu dữ lắm lâu. Bên ủy ban là tính nhiệm kỳ, còn bên giám đốc không có tính nhiệm kỳ. Không, có tính nhiệm kỳ. Có năng lực là nó cứ làm, nó cứ bổ nhiệm nó làm năng lực. Là tao nói cho ha. Tôi nhớ là nó có bầu ra nhưng mà. Ơi không có trình độ. Nó không có trình độ. Mà đưa cho là lên đại tá rồi đề nghị anh đồng lực quân sự với lại là để lãnh đạo có khơ ma thôi. Có quyền anh có chức khỏe là cho lên. Đây là đưa lên vậy. Lâu không là vậy làm lâu lắm á. Rất là đạo. Riêng bên hội đồng nhân dân nè, chủ tịch nắm chủ tịch ủy ban nhân dân hay là các quận huyện gì đó là bầu, chứ còn mà riêng mà bên giám đốc đâu có trình độ. Rồi không có bầu bên sao học từ mấy lớp như vậy có bầu. Không có bầu anh, không có bầu, có sức khỏe có năng lực là cứ đi lên chứ không có bầu. Riêng bên công an với quân đội là không có bầu. Sao đâu có bầu. Công an quân đội là không có bầu, không có bầu. Chức vụ là nó có năng lực là tự đưa lên chứ không có bầu, không có tính theo cái nhiệm kỳ. Chỉ binh, là có bên hành chính là tính nhiệm kỳ thôi. Thương binh để ngắt ai cho lên. Tao nói cái đưa ra quân đội là có chịu làm rồi là lên. Có năng lực 3 là năm lên cấp, 3 năm, 2 năm tăng cấp. 2 năm tăng cấp, 3 năm tăng cấp lên cấp quý rồi, hai hồi chua là 2 năm. Còn giờ qua là tới lên cấp tướng rồi mấy 3, 4 năm vậy đó. Có bầu. Bây giờ là từ quý, bây giờ từ nhỏ mà lên tới...
tá là nếu mà sĩ quan á, mà sĩ quan mà chính quy á là 4 năm, còn bên chuyên nghiệp á là bây giờ chắc cũng phải là 4 năm. 3 năm rồi. Còn mà riêng mà chức vụ á là có năng lực, có khả năng đó là tự đảm nhiệm thôi, chứ không có bài lãnh đạo, có chịu khổ, có tài lãnh đạo là chịu là ta là ở trên quyết à, ở trên chỉ đạo quyết thôi chứ không có bầu. Cho con là không có tao là đâu ơi, ơi là không có được lắm. Còn tư đời rồi đó, tư đời tấm dân trưởng đoàn quốc phòng mày biết không, là đó nó tiểu đội phó, tao tiểu trưởng nó tiểu đội phó đó. Rồi tao bị thương, tao đồ làm quá rồi đồ mà. Tao được thương rồi không về, rồi thì nó lên tiểu đội trưởng rồi lên nó vậy. Tao mà không có bị thương thì không có gì bị cái đầu gì là tụi mày là làm công an rồi chứ không có lên này. Chưa có mà tao làm này cũng vậy mất công quá. Thằng con cậu Tư mà chú Tư mày đó là cả người ta chét về lý lịch thì chú Tư mày mới đưa vô cho làm công an, bởi vậy về nó trở về lại rất lạnh. Có mà biết không? Nó quá rồi mà. Chị nó có cái thiếu nó học được cũng được. Bao cấp thiếu gì như vậy? Đứt lưng nữa đây, cũng có lưng lưng nữa đây. Cho bà. Ai nó có cái để gì? Ăn cơm đi. Rồi đó. Nó về chứ mà nó nhậu vô nó cũng hay lắm. Cũng không có chỉnh không nè. Ờ, nó nhậu vô. Mẹ thôi đó. Nó tới Hà Nội. À, giá bằng tay đâu. Giá bằng máy. Nói chung người ta ưu tiên, người ta phải xét gì, người ta phải cho nó đi. Tao mặc cái áo mà không biết mấy chục lỗ, mà nói lỗ lớn có, lỗ nhỏ có, dài có. Ô sao ông cũng nhậu dữ lắm à. Bây giờ dưới được tao rồi. Phiêu cái nắp chai ra con. Lấy cái cây á, đứng đây nè. Tao bị bom mà tao tao sợ mà nói thì thằng ở nó chứng hơn nhiều chứ. Mấy người ta chốt nhìn nó mấy bữa nhậu đem bia đem bọng nữa, mấy người tỉnh nó về luôn. Đâu có chục thằng. Tao bị sụt thằng bắn rồi tao bị bom. Chúng mày dọn cơm rồi mấy anh ăn luôn. Dọn cơm ra mà có bia như chặt. Đây anh em rồi cũng ngon lành ha. Cơm rồi có bia rồi. Cái gì chứ mấy tỉnh nó về tao đập quân ơi, cái thằng nó cứ đỡ hội với mình rồi cũng chẳng nói nói gì. Nó về mà ở đây mà tiếp được nó là nó khoái thấy bà có chẳng dám ăn nhậu gì mà coi mấy này ăn vậy. Ờ chẳng dám nấu. Tao có ông tụi nói gì thôi chứ không dám gì. Ờ nhưng mà nó cũng không nói. Không thích nói gì. Chẳng qua là nó không có dịch đồ bùng lên bậy bạ chứ có chỗ nào phức tạp thì khác, còn chỗ nào không phức tạp nữa khác. Nhìn nói thượng trực đâu ngoại á, mẹ xin te te ra. Chở đồ đâu xuống bà tin á, tin qua thử cho. Tao phát mặt đảng suốt phải bắt. Thượng cho đường gì khóc tao bắt về hết. Bắt cho quen bà con xin cho đi, tôi bị kỷ luật giờ không cho đi. Không cho xong cái hắn cho anh đi mà chút xíu gặp ông giỏ chạy té con cái về ngoài luôn. Đường chỉ tích chỉ nhảm nhảm. Chị khóc tóc té chị chở bầu về ra vợ dưới còn bán. Có nào dám đổ phá. Bữa nay chiều xong, nay công, sáng hứa hẹn đầu cắt bầu chiều đi ra ngoài bên tay cắt hết trơn. Mày rảy mộng. Bầu mấy nhỏ bầu bự trái nhỏ trái gì cũng lùa sạch hết. Bệnh mà cũng ăn cắp dưới đấy. Cắt về nó ăn. Cắt về nó ăn. Trời dân. Cũng gần đây, dân gần đấy. Cũng gần đó biết chứ. Hàng chim thêm tình sáng cũng đi ra mấy sớm lắm.